Lững mật là một loài động vật có vú thuộc họ chồn. Chúng có nguồn gốc từ châu Phi, Tây Nam Á và các tiểu lục địa Ấn Độ. Lững mật được xem là loài có ít mối quan ngại nhất vì phạm vi phân bố rộng rãi và sự thích nghi cao với nhiều loại môi trường sống. Nó chủ yếu là kẻ ăn thịt các loài động vật khác, chứ ngoài tự nhiên, ít có loài vật nào đủ khả năng hạ gục nó vì cơ chế phòng thủ vô cùng tàn bạo. Lững mật có chiều dài cơ thể trung bình từ 55 đến 77cm, với chiều cao vai dao động từ 23 đến 28cm và cái đuôi dài khoảng 12 đến 30cm. Lững mật cái thường sẽ nhỏ hơn con đực một chút. Con đực nặng từ 9 đến 16kg, trong khi con cái chỉ nặng khoảng từ 5 đến 10kg. Cơ chế phòng thủ bảo vệ. Một điều đặc biệt ở lững mật là khả năng kháng độc rất tốt. Chúng có thể chịu đựng được vết cắn của loài rắn cực độc như hổ lục. Khi bị rắn độc cắn, nó ngất xỉu tạm thời và cơ thể ngưng hoạt động. Nhưng chỉ sau khoảng 2 giờ đồng hồ, nó nhanh chóng tỉnh lại và hoạt động bình thường như chưa từng có chuyện gì. Ngoài khả năng kháng độc, da của chúng cũng rất dày. Riêng vùng da quanh cổ dày đến tận 6mm, cộng thêm lớp lông dày phủ kín toàn bộ cơ thể. Đầu nhỏ, phẳng, thêm vào một cái mõm ngắn. Mắt bé tí hí, tai nhỏ, ẩn dưới lớp lông dày. Tất cả những điều này đã giúp nó tự do tung hoành trước các loài ong mật. Hơn thế, lững mật còn có thêm đôi chân ngắn, cứng và khéo léo, cùng với 5 móng sắc nhọn siêu khỏe ở mỗi chân. Những móng vuốt này ngắn hơn ở chân sau và dài hơn ở chân trước. Riêng bộ răng cũng có những dấu hiệu không bình thường với những răng rất nhỏ. Tấn công, săn mồi. Có thể vì sở hữu quá nhiều vũ khí lợi hại như vậy, nên thông thường lững mật có tính khí khá rắc rối, có phần bất cần. Không hiếm những lần thấy nó ngứa mắt và chủ động tấn công, xua đuổi những kẻ săn mồi dũng mãnh như sư tử ra khỏi khu vực lãnh thổ. Sư tử tuy là loài vật săn mồi đỉnh cao và rất hung dữ, nhưng khi đối mặt với kẻ bất cần đời như lững mật, nó trở nên lúng túng. Cả bầy sư tử nhưng vẫn không làm được gì hai con lững mật đang tung hoành ngay trước mặt. Thậm chí, ngay cả khi sư tử chủ động tấn công thì lững mật cũng chẳng hề hấn gì. Và cứ thế, lững mật chạy quanh bầy sư tử đến chán, rồi mới thong thả bỏ đi. Không chỉ có sư tử, mà ngay đến loài linh dương quanh năm gặm cỏ và chẳng hề đụng chạm gì đến lững mật, nhưng nó vẫn lao đến gây sự. Tuy là loài hiền lành, nhưng linh dương lại có cặp sừng rất dài và nhọn, và lững mật phải nhận ngay một cú trời giáng khiến nó văng ra xa. Thế nhưng, lững mật nào có ngán, nó tiếp tục lao tới như chưa hề bị đòn. Chính sự hung hăng liều lĩnh này mà chúng được xem là kẻ điên nhất trong thế giới tự nhiên. Hầu hết lững mật thường sống trong các hang tự đào. Chúng là những kẻ đào đất chuyên nghiệp. Chỉ trong 10 phút ngắn ngủi đã có thể tạo nên một cái hang trong lòng đất. Những cái hang này thông thường chỉ dài khoảng từ 1 đến 3 mét. Thường thì lững mật sẽ đi kiếm ăn đơn độc một mình. Tuy nhiên, chúng cũng có thể phối hợp kiếm ăn với nhau trong mùa sinh sản. Lững mật nổi tiếng với sức mạnh mãnh liệt và dẻo dai. Khi tấn công con mồi, nó tấn công một cách tàn nhẫn và không sợ hãi. Mặc cho kẻ thù có mạnh mẽ hay nguy hiểm đến thế nào, hầu hết các con vật bị nó tấn công rất ít có cơ hội chạy thoát, cho dù có chui vào gai nhọn. Và trong các trận chiến, lững mật gần như là không biết đến mệt mỏi. Riêng cái bộ lông của nó cũng có phần ngược ngạo khác hơn so với các loài vật khác. Trong khi bộ lông của các loài vật bình thường khác sẽ đậm màu phía trên và nhạt màu hơn ở phía dưới, thì bộ lông của nó hoàn toàn ngược lại, màu đậm ở phía dưới và sáng màu ở trên. Với bộ lông đặc biệt như vậy, nó được dùng để cảnh báo nhiều hơn là ngụy trang. Lững mật là loài ăn thịt và nó có thể săn mồi vào bất kỳ thời gian nào trong ngày. Thức ăn chủ yếu là ếch, rùa, các loài gặm nhấm nhỏ. Thêm vào đó là côn trùng, thanh lăn, trứng chim, hoa quả và những con rắn độc. Khi bắt gặp được rắn, nó như vớ được vàng. Nó nhanh chóng chạy thật nhanh đến thân cây rồi trèo lên và lao ngay đến nơi con rắn đang nằm, làm rắn hoảng sợ vội bỏ chạy thoát thân, để rồi rơi xuống đất và làm bữa ăn cho lững. Khi bắt được con mồi, nó ăn gần như là tất cả, không bỏ lại bất cứ thứ gì. Đặc biệt, nó rất thích ăn mật ong, sẵn sàng trèo lên cây hoặc vách cao, chịu hàng chục phát đốt của ong độc chỉ để thỏa mãn cơn thèm mật. Ngoài ra, lững mật còn thường xuyên hợp tác với loài chim honeyguy để tìm đến các tổ ong, hợp tác cùng nhau lấy mật. Khi một con chim honeyguy chỉ đường đến tổ ong thành công, thì lững sẽ phải chia cho chim một ít mật như là để trả công.
Tuy nhiên, lượng mật khá tham ăn và hay ăn luôn mất phần của chim, nên thường bị chim dẫn đến các loài thú săn mồi để trừng phạt. Ngoài ra, lượng mật cũng là mối đe dọa nghiêm trọng đối với gia cầm. Nếu khu vực sinh sống của nó ở gần con người, nhờ sức mạnh và sự kiên trì khiến con người rất khó khăn trong việc ngăn cản. Thậm chí, những con chó săn cũng không thể làm gì với lớp da siêu dày của lượng mật. Và kẻ thua cuộc nhận nhiều thương tích nhất vẫn là những con chó. Ngoài những khả năng cơ bản như liều mạng, dũng cảm chiến đấu không biết mệt mỏi, kèm theo là một cơ thể hoàn hảo, thì lượng mật còn được biết đến với một khả năng khó tin khác. Vượt ngục. Một thử thách được đặt ra cho hai con lượng mật khi chúng bị nhốt. Bao quanh là hàng rào lưới thép và một cánh cửa được chốt cẩn thận. Đầu tiên, lượng mật với tay đẩy cửa, nhưng cửa đã bị chốt trên cao. Nó nhanh chóng nhận ra và trèo lên trên hàng rào, rồi nhanh gọn dùng tay hất dây thép gai để kéo chốt ra. Cửa đã mở và hai con thú trốn thoát thành công. Để chắc chắn hơn, lần này chúng bị nhốt vào bốn bức tường cao. Và điều này đã không làm khó lượng mật khi thế mạnh của chúng là đào đất. Và một lần nữa, cuộc tẩu thoát lại thành công. Lần này chúng được chuyển đến một phòng khác kiên cố hơn và không thể đào địa đạo. Nó ngó quanh và phát hiện ra các viên đá ở góc tường. Và những viên đá đã giúp nó trèo lên tường và tẩu thoát một cách dễ dàng. Những viên đá sau đó đã được dọn sạch và lần này chắc chắn lượng mật sẽ không còn cơ hội chạy thoát. Tuy nhiên, kết quả không phải như vậy, không có đá, nó sử dụng đến cây và bất kỳ vật dụng nào khác để đạt được mục đích của mình. Nó luôn là kẻ chiến thắng và ăn mừng trước các thử thách. Sinh sản. Thời gian mang thai của lượng mật kéo dài đến 6 tháng. Thông thường, nó chỉ đẻ khoảng 1 con, hiếm khi là 2 con. Con non mới đẻ chưa mở mắt và không lông, nhưng lông sẽ mọc ngay sau đó. Và chỉ sau khoảng 2 hoặc 3 tuần, vết lông màu trắng đặc thù trên lưng xuất hiện. Sau 2 hoặc 3 tháng tuổi, chúng trở nên giống như bản sao thu nhỏ của bố mẹ. Lúc này nó bắt đầu theo lượng mẹ, học những bài học đầu đời về kỹ năng săn mồi. Sau đó, hai mẹ con tiếp tục gắn bó với nhau, tùy vào lúc 6 tháng nó đã đạt được kích thước trưởng thành. Và sẽ có thể xông pha giang hồ, sống một cuộc sống đầy kiêu hãnh sau từ 14 tháng đến 2 năm. Tuổi thọ trong tự nhiên chưa được biết, nhưng ở điều kiện nuôi nhốt, lượng mật có thể sống lên đến 24 năm. Sau khi chui ra khỏi lớp vỏ lụa do chính mình tạo nên, bướm tằm bắt đầu thực hiện phần công việc còn lại của vòng đời. Bướm được tìm đến bướm cái rồi giao phối với nhau. Sau khi giao phối không lâu, bướm mẹ bắt đầu đẻ trứng. Một con bướm mẹ có thể đẻ từ 200 đến 500 quả trứng màu vàng. Những quả trứng sau đó sẽ dần chuyển sang màu đen, báo hiệu chúng sắp nở. Khi ấu trùng phát triển đến giới hạn nhất định, thường sẽ mất khoảng từ 9 đến 12 ngày nếu điều kiện nhiệt độ thích hợp. Những ấu trùng sau đó sẽ dùng miệng cắn bỏ lớp vỏ và chui ra. Lúc này cơ thể chúng được bao phủ bởi một lớp lông thừa thớt. Sau khi thoát ra khỏi trứng, chúng trở nên háu ăn và ăn liên tục. Thức ăn yêu thích của chúng chủ yếu là lá dâu tằm trắng, mặc dù chúng cũng ăn cả dâu tằm đỏ và đen. Sau khi lột xác để loại bỏ lớp da màu đen, giai đoạn của những con tằm màu trắng sẽ xuất hiện. Ở giai đoạn này, chúng trần trụi không lông và có sừng nhỏ phía trên lưng. Sau khoảng 4 lần lột xác và 4 thời kỳ ăn để lớn, chúng sẽ bước vào thời kỳ ăn rỗi. Thời kỳ này, chúng ăn rất nhiều. Đây là thời kỳ chúng tiêu thụ một lượng thức ăn bằng 75-80% lượng thức ăn của cả đời. Chúng ăn cả ngày lẫn đêm, lúc này cơ thể dần chuyển sang màu hơi vàng. Và da của chúng cũng trở nên săn chắc hơn. Sau khi đã phát triển đến giai đoạn này, quá trình nhả tơ kết kén sẽ bắt đầu. Lúc này, người nuôi sẽ gom chúng lại và di chuyển đến nơi tạo kén. Tằm sẽ được sắp xếp vào những nơi phù hợp để chuẩn bị cho quá trình nhả tơ. Quá trình tạo kén bắt đầu, những sợi tơ được tạo ra từ tuyến nước bọt. Trong 2 ngày đêm, con tằm sẽ miệt mài nhả ra những đường tơ óng ả bao quanh mình. Sau khi quá trình nhả tơ tạo kén hoàn tất, chúng bắt đầu chuyển hóa.
nếu không có sự tác động của con người, nhộng sau đó sẽ phát triển thành bướm và sẽ phá kén thoát ra ngoài bằng một lượng enzyme phân giải protein. Nhưng khi kén bị phá vỡ, những sợi tơ sẽ không được sử dụng hoàn toàn và sẽ làm giảm đi giá trị của lụa. Thông thường để ngăn chặn quá trình này, con người sẽ đun sôi kén và làm chất nhộng. Đồng thời, nước cũng giúp cho việc lấy tơ trở nên dễ dàng hơn. Các nhộng tằm sau đó được con người sử dụng như một món ăn. Kén sau khi được kéo sợi có thể dài từ 300 đến 900 mét. Sợi tơ sau khi kéo rất mịn và bóng, có đường kính khoảng 10 micromet và phải mất từ 2.000 đến 3.000 kén để có thể tạo ra được 0,4 kg lụa. Mỗi năm, số lượng kén được sản xuất lên đến 10 tỷ kén. Thu hoạch được khoảng 30.000 tấn tơ lụa và phải mất gần 4 triệu tấn lá dâu tằm. Tuy vậy, nhưng quá trình thu hoạch tơ tằm quá tàn nhẫn đã giết chết các con nhộng và nghề nuôi tằm bị chỉ trích mạnh mẽ bởi các nhà hoạt động xã hội về quyền lợi động vật. Do đó, để cải thiện việc này, các nhà máy kéo sợi bông được thay thế cho tơ tằm hoặc đi thu thập những vỏ kén bị bỏ lại ngoài tự nhiên.